gì mà rồi hai bạn lên, hai bạn nam lên. Tại không phải thầy đọc được cái suy nghĩ của mấy em, thầy hay lắm, thầy đọc được cái suy nghĩ tại diễn viên điện ảnh mấy câu nào đó có là con hưng đã phải quay thầy nó bị một cái lọc thành quen rồi, cái lọc thành quen rồi là tới đó là họ sẽ rồi các con nhắc lên lớn lớn rồi về rồi các bạn lên nè, các bạn thông minh. À, bạn đâu biết cái cuốn thiệt biết bạn đâu? Bạn nào đó? Rồi, em ngồi đây với thầy. Em ngồi đây, em đang coi cuốn nhật ký diễn mở đầu ra rồi mình em đi sân khấu. Em có cuốn nào? Để đi, phải lại đi. Nha, em ở nhà rồi mình em. À, buổi sáng em nên nghỉ, em không đi học, em đang coi cuốn nhật ký bà nội. Mà cái người này em rất thương. Cái người bà nội em là em rất quý, thương bà. Lâu rồi em hay lên cần cái nhật ký bà coi lại. Có đơn con đi nổi con lắm là cái cuốn mình cuốn thiệt bằng cái bà buộc là quá cái cuốn mà chết phải là lại em luôn nhớ cho mình cho mình cái cảm em coi sao em để áp được cái mũi em suy nghĩ là những cái câu nó hơi là xúc động lắm nha, anh nói vậy em về cha em về mẹ những cái người thân quen là cái cuốn bà nội đây em rất đau lòng là cuốn đó đánh đổ em hay con thì bây giờ buổi sáng em phải nói thôi thì bất ngờ thằng này đi học đi làm về con đi kiếm cho thầy cái túi sách đi, cái túi sách không có túi sách đi, cái này là cái gì cái túi cái ba lô nhỏ nhỏ đó không có em có túi thầy ok đúng vậy đừng có ê mà nó đừng có bung ra nha ok có cái gì giống không ấy có gài được không con gài lại cái gì vậy hả đó gà lại nha đúng là nặng không thở không để không thôi đi không không phải vậy có đồ chơi để nó phát điện ấy đổ có chừng lấy cái gì được mà còn bể bỏ ra nè mấy cái này là tưởng tượng cái túi không hỏi là cái điện thoại này là thú vị của con nên không làm gì không không phải đâu phải đây nè ý thầy là em được em dán da thôi nha đó ok à, em như là cái anh là em đứng với con thầy đó là thì kia đang em cần con coi em coi em ở trong công ty em đang làm công nhân đây là vũ can về là 11:30 thằng này đang ngồi coi cái cuốn nhật ký em về một bữa là em kiếm trong em được 10 triệu mà em kiếm hết trong cơ quan em kiếm trên đó không có em về em nghĩ là chắc đợi trong cái chỗ ngủ hy vọng nhưng mà 80% là như thằng này lấy 10% là có thể trong ngủ là cái chỗ ngủ dạ thì giờ em về đang viết tâm trạng được mình em được kiếm ra không có 10 triệu mà em nghĩ là 10 triệu mới cái đây năm ba bữa còn để 5-10 triệu ra đây mà giờ nó mất ở trong kia để ngủ nữa mà em bước về vậy anh thấy ngồi coi em đánh động thì cái tiếng động này làm em giật mình quá đó hai người nhau hả rồi đúng bình thường nó đang tức em coi em không tức em coi là em trở lại coi tiếp tục à nếu mấy người nhảy ngang rồi coi tức mà này tức mà đấy là 10 triệu cười gì tao đó hả mày coi gì tao ý trong cái suy nghĩ đó để coi trong suy nghĩ đó lấy 10 triệu mày gặp lấy tiền của tao không và kiểm tra là cuối cùng mày chết tao đi nhanh vô để gì vô trong đây là vô trong buồng em kiểm tra lại 10 triệu rồi các anh đưa đi đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đến tận 10 quay trở lại bước ra nó vậy nó không có mình em bước ra nhìn nó mà nhìn tập trung vô cái cuộc kiếm của bà nội nó cái cơn nóng anh bực lên ê tiền của tao nói cho mày tao bắt mày đó em nói bưng thân để chi anh nói hỏi tiền gì không ai nói đó tiền đánh thì em còn đúng là con bị gấp lại của tiền mày sao biết hả thằng này nói là nó bước ra em không trả lời mới thẳng lên ê tiền của tao nó mất cho mày mày nói đi của tiền mày sao tao biết mày em nói tiền mày sao tao biết mày cái gì nhà có hai thằng à mà tiền tao mất mày không biết là ai lấy đi rồi nổ ra một cuộc chiến là sốc lên đi thầy ok tốt rồi nha đó em về em bước vô cửa nhìn nó không nghe nó không bước lên nhìn em bực mình em nói em quăng vô ghế tao về đấy cái hành động em quăng là báo động với tao xuất hiện rồi nha
nó ngước lên nó nhìn em, nó mỉm cười, rồi nó coi biết rồi trong suy nghĩ mình mày đến tầm mười triệu một người đó hả? Được rồi, tao kiểm tra cuối không có được chết đâu. Rồi em đi thẳng rồi em cho buồn đứng ép vô tường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tiếng đếm thầm trong ốc rồi bị bật ra phóng là như thế nó không nói em rồi từ đó em bật ra thì tao nói với mày là em nói bao nhiêu thôi bữa đây thì nào mày thì nó nói em mới xoay trở lại trả lời nó là ê em đi xa quá em ơi em đi xa quá lên lên thầy nói em đi về nó thương em đẹp lắm các bạn ơi không bao giờ ta đi thẳng hết trơn từ trường hợp đèn tắt hết không em đi sát lên cho thầy nha trường hợp đèn tắt hết mà cái nhân vật nó chạy polo sau lưng thì cái nhân vật nó có hết gì cái nhân vật nó lên cuối cùng nó dừng ngay đây để rồi nó xoay lại và đèn sáng lên cái gì nó làm cái hiệu ứng nhân vật còn chúng ta là kịch đó là để rồi đó đèn sáng rồi bạn này trên sân khấu rồi thì cái bạn diễn thứ hai nên né là từ đây là diễn bước lên cái này để gì em lên đứng sẻ đây cho thầy nhìn nó không nói em quá cái gạt nó nhìn đây mỉm cười em tức giận nó cúi xuống coi em đi thật vô thẳng như thầy giờ chú bay diễn là còn hai tờ cho thầy chưa vô để cái nhạc để đèn sáng lên đèn sáng diễn bật được hai tờ lắm đi coi ép được được những lời của bà nội mình rồi coi tiếp bước vô thì mình thấy người kia tốt không kịp à em qua thì em qua đi coi coi em được rồi mà em có những bước chân đường tỉnh đâu thì biết nha trên sân khấu các bạn thân mến sau khi đã được rồi em bước ra đi em dừng lại đi em dừng để người ta cảm nhận em là cái gì tôi là nhân vật thứ hai tôi nhìn nó là ai nó là bạn tôi nó đang là gì nó lấy tiền của tôi trong suy nghĩ và nó không thèm nhìn tôi những cái đó là câu hỏi liên tục để em sau khi em bước ra đứng lên nhìn nó không nhìn em bực và em biết là cái điểm cuối nào đó thì từ đây em bước ra em dừng lại rồi em mới bước ra em muốn cái sư thầy đứng lên đó sau khi em nhìn nó rồi nó hiểu tôi rồi ê thì người ta đâu có cho là mày đó thì em vừa đi bình thường để em nói vào cái trọng lực để mạnh lên cho nó biết tại mà em biết đâu cái gì nhà có hai thằng em mới xoay lại em chạy được đây nó em nghĩ cái bước chân em lượn lượn quá mà lượn lượn không cần thiết ok đi chuẩn là thầy không lượn lượn bước chân rồi diễn bước ra dừng lại nói nhanh đi kẹt không không được kẹt tiền của tao đâu kẹt tiền của kẹt tiền của tao đó trên bảy tiền của tao đó rồi không em đi là em cứ coi là gì em đã nó đã không nhìn em thì sao qua đây nhìn nó không cần thiết bước ra nhìn nó là vui mà nó có khác nó có nhìn em không nó không nhìn bực tức giận tiền đâu đó đâu mày nói không để thầy nói đứng đây coi rồi em bước thẳng thẳng nhìn khán giả không cần có mặt đó nói ủa sao em nói thì mày sao tao biết có nghĩa là sau câu nói của bạn này thì em mới trả lời mình cho thầy em mới chờ đợi ra bước là ê tiền của tao nói cho mày thì mày sao tao biết cái gì đó lúc đó em mới xoay trở lại chứ không phải là em bước ra em nói nó không phải là đối thủ đến nhìn nó có thuộc cái từ dày nè thì em cũng nơ ba cho thầy em cứ lơ nó đi bước ra đây thì tao nói cho mày đứng đây nó nói đi em thì mày sao tao biết mới trả lời cái đầu thì là tao trả lời này cái gì nhà có hai thằng à cái đầu quay lại nó chuyện nó lắm chuẩn cái này đừng có đứng đứng kiểu lên rồi bước ra diễn dừng lại đi quyết định đi nhanh tiền đâu mày thì mày sao tao biết nhà có hai thằng mà mày không biết nhà ai biết đây em ơi em biết chết thầy la lớn quá à không bao giờ cái tên này ở đây nè tại đây là sân khấu hả hay lắm em, cảm ơn em. Tại vì con này em muốn xéo cái này cho em. Tại vì xéo cái này bước đây nè, rồi muốn xéo nè. Để cho khán giả cho em muốn xéo. Em muốn xéo cái này là chết. Tại vì
cái xe không biết là đúng thấy. Thầy có muốn thấy tôi nghe mà sao tôi đứng đây nè, dứt câu nè, cái gì mà nói cái gì đó thì xé cái này để gì để khán giả cảm nhận được em. Ok, cho ba xét lúc này quá hết rồi, không xét lắm không, tùy theo cái hướng nha, hướng nào thì xem nào nha. Rồi chuẩn bị nói con mũi đi em, thì mày sao tao biết, thì mày sao tao biết, xoay lại nhà có hai thằng mày không lấy thì ai lấy. Thằng này thiệt. Nhà nào đi, bỏ đi, dứt câu hỏi đi như này nha. Rồi làm lại, dứt câu hỏi đi. Nhà hai thằng nào lấy ấy? Nhà có hai thằng, mày không lấy ai đấy? Bỏ đi. Cái thằng này thiệt. Tiền của mày mà mày có kiếm kỹ lại không? Thôi em ơi, tại chúng ta có tiền điện ảnh nha. Tại vì hai điện ảnh thì nó, ví dụ mà chúng ta quay này từ từ và hiện giờ chơi hai máy hoặc ba máy thì cái nhân vật là em không từng nói nó, đây em cứ đi như này nha. Cái câu của bà này tôi gửi câu gì? Sao tao biết? Thế nên là sao mày biết mà? Ở nhà biết mà, ở nhà biết mà nào mà biết? Không, trước lúc mà sai lại nó có gì đấy? Nhà có hai thằng, xong rồi bạn không lấy ai lấy? Ờ, nhà có hai thằng, bạn không lấy ai lấy? Không, tao biết. Rồi tiếp tục đi nữa. Mày ở nhà mà sao mày không biết? Mày ở nhà sao mày không biết? Bỏ đi. Rồi nói tiếp. Tao nhà nào biết? Đó, tao biết làm gì. Em muốn đây, em muốn thể nhìn chỗ nào, tại lúc nó bay cái đi, nó sẽ thấy bận em không cần nói nó. Tới cái câu này nó, còn em thì các bạn bị dở như là cứ đứng đây. Hả? Thì tao nói mày nghe, cứ chăm chăm như mặt nó không cần. Điện ảnh không được thiết phải nhìn nhân vật. Tại cái camera là cái đỉnh điểm người ta nhìn, bạn nhìn camera là ta biết đã nhìn mặt rồi. Chứ không cần phải nói này, tao nói mày nghe không cần biết. Bà nói thì biết nha. Cuộc đời nó có ba cái bạn là nó đó. Chứ mày nói nó phải như mà nói với khán giả. Để chi? Nó bay nó vô cận bạn. Nó vô cận bạn, chứ không bị bạn này. Tao nói cho biết, nó cho óc bạn. Nếu mà vậy, nếu mà thầy nói điện ảnh thì không đúng này. Điện ảnh là phải bình nhìn nhau, còn nếu mà thầy nói sân khấu thì ok. Không, điện ảnh. Hồi nãy thầy nói sân khấu thì thầy nói điện ảnh thì không biết sao. Chúng ta học điện ảnh nhưng mà đây là cái sân khấu. Chúng ta mượn tạm sân khấu để chúng ta biểu diễn cái tiểu phẩm này. Chúng ta học điện ảnh chứ không học sân khấu. Nhưng mà chúng ta là cái nền sân khấu đã. Thành thử ra đây, thầy nhận phải mời thầy cô Linh dạy cái đơn nguyên tưởng tượng giao lưu phán đoán ở bên điện ảnh cũng có nhưng mà làm nhẹ đi. Yeah. Nó không làm mạnh để chi để bị lực, nó gọi là sân khấu quá à, nó dịu ấy. Tất cả học điện ảnh cũng vô sân khấu mà nó dịu mất. Yeah. À, ok rồi tiếp tục. Nhà có hai thằng mày không lấy thì ai lấy? Bỏ đi đó, biết còn bỏ đi sao tao biết. Nói cái gì mày ở nhà biết mày không lấy thì bây giờ ai lấy bây giờ? Tao ở nhà mà nằm làm biết. Tao mới đi làm nghề nha. Tao đi mấy bữa nay. Không, hướng này đi hiện bài. Đó, từ đây, hướng này. Tao đi mấy bữa nay. Đi bữa nay đi bài cái đầu bài. Không, từ đây nè. Từ đây cái tuyến em nhớ nha. Sau cái đó. Tao đi mấy bữa nay. Tao nói chuyện thì đúng không? Bạn tính tiếng gần mà nói chuyện đó. Nha, từ đó. Bạn có tới đây. Tao đi mấy bữa nay. Một mình này ở nhà, mày không lấy. Ai lấy bây giờ? Nhưng mà mày có kiếm kỹ chưa? Lục tao dân đã kiếm rất kỹ. Rồi sao? Gợi ý của mày là bây giờ là mày muốn nói là tao là thủ phạm có đúng không? Rõ ràng là vậy. Đúng không? Rồi ngồi xuống, cái câu ngồi xuống. Rồi, ở đây. Nếu mày nói tao ở nhà, vậy là tao là thủ phạm. Mày thử thì coi mày có vô lý quá hay không? Rất đúng, tại vì có hai thằng ở nhà, mày không lấy, không ai vào cái nhà này hết. Làm sao mà có người thứ ba để mà lấy? Đúng không? Sao lúc nào cũng khi mà mày bị mất đồ rồi mày cũng đều đổi người cho tao hết trơn vậy? Thôi mệt quá, mày chiếc kỹ lại đi. Làm ơn người ta đi, tao đi ra ngoài đây. Mày đi, quần quần áo áo. Xe xe khổ. Chưa. Cái này được bằng cái này chứ. Dạ. Em không quan cái này kêu con nhắc cái bảng mà hai cha nói thì thằng tử thằng thầy nó đang phải đi. Đặt cái cửa này, cái cửa chỗ này nè. Sau khi là cái cuốn giờ kiến nó để đây nè, nó nói cái câu mà câu em đi á, con mày nói gì quá tao lên tao ra cho đi. Nó bước đây, nó vừa bước ra thì em mới cầm cái cuốn này quăng đây. Dạ. Thì nó mới quay trở lại. Dạ, dạ. Tại cuốn kiến quý của bà nội mà em quăng chứ nó đi luôn rồi, em không quăng nó đi luôn á. Nha. Dạ. Tại mấy con chị diễn là không ngoài thì ngoài kịch bản thì phải nó cũng nhắc. Không, từ đây mà nó trở lại đi, nó đứng đi. Đó. Đó. Đó.
Ờ tao tao rung để nghe bạn nhắc cho bạn ơi. Ngược phải mới bước cái tuyến đó bạn, không ngược phải là ba mày đi lệch tuyến hết. Lúc nào đi vô nhà. Hả? Thôi rồi làm lại từ cái lễ nó nhắc nhé nhắc bước lên nha. Nhớ cho bạn ơi, các bạn không nhắc là chết á. Không, em ơi, em lưỡng thử quá, em thiện lại bước lên đứng lại. Em nhìn nó không trả lời, rồi mới quyết định đi. Bớt lên lưỡng, mày dễ, bước ra. Dừng. Đi. Tiền của tao đâu mày? Tiền của mày đâu mày? Ủa, em nói chứ cái gì? Em phải lắm à. Rồi em mới vừa qua, em mới cãi, em mới quay, tao đang quay để nó đó. Em chờ cái gì? Cái hiệu ứng nó không cao nè, em coi thầy nè. Bước đây nè, ngó nè. Bỏ đi nè. Tiền tao đóng cho mày. Tiền của mày sao tao biết? Cái gì? Là em mới nhận diễn nó giả chứ. Để cho em qua đây. Em qua đây chờ gì gì đó. Em biết em. Tôi thấy em biết là tới đây em quay. Em đừng chờ nó nói và trả lời. Không cần thiết chờ. Em đừng đi. Em đứng dừng lại. Xong. Bước đi. Tiền tao đóng cho mày. Nói. Tiền của mày sao tao biết? Cái gì? Thì cái hành động này. Chứ câu đó. Cái gì? Thì nó hay hơn và nó chuẩn hơn. Làm. Dừng lại. Đi. Tiền của tao đâu rồi mày? Tiền của mày sao? Mày em nói cái gì? Tôi đi em nói đâu? Em không có nói đâu mày. Em đi. Nó lên đây nè. Em mới đi bây giờ không biết. Em mới đi. Trời ơi, coi đây em mới. Đấy. Em muốn đi. Khán giả không thấy em nè, camera không thấy em. Đây nè, em bước ra này không có nè. Bước đi nè. Tiền của tao đâu chơi rồi mày? Tiền của mày sao tao biết? Dạ, còn em nè. Tiền tao đâu chơi rồi mày? Rất bận tiền lẻ luôn. Em biết tiền cái tiền lẻ nó không cần thiết. Cả khán giả không biết em nghĩ cái gì. Em không nhìn đằng này. Đấy, em quay lại định như là thầy còn rắm còn nhìn. Thì em nhìn đây. Tôi biết em muốn nhìn nó nhưng mà em người cũng nhận không được. Vì đây phải thiếu một người coi. Mất tâm là thằng. Không đó. Em nhìn đây mà em nhìn đây. Cái này có giá trị không? Mà em nhìn được khán giả rất có giá trị. Tiền tao đâu chơi rồi mày? Mày để làm bao nhiêu? Cái gì? Chúng em xem. Ai là thằng đổ thầy? Dạ. Mạnh hơn. Dạ. Tiểu tao đâu mày? Em thật quá thầy phải làm lên em. Ai cũng thấy tụi nó thầy cũng thầy. Cái mắt thầy nó tin mà lại em ơi. Mắt em cứ thấy. Hỏi qua cũng này đây. Ok, đi cho cho em nhìn xuống nè. Tiểu tao đâu mày? Tiền của mày sao tao biết? Hả? Nhà có hai thằng mà mày nói mày không biết. Thì làm sao tao biết? Mày chưa bắt cười nữa. Ủa đâu đâu vậy? Phải nói với đâu vậy? Nhắc lại chỗ này. Đây chưa nhắc em đứng lại chứ. Trời ơi, chưa nhắc em đâu vậy? Không định hướng luôn hay sao? Nhìn con gì đó điểm thêm đi em cũng là nó chắc không được. Tuồn đi. Sao mày không biết? Mày ở nhà biết mà. Sao mày không biết nói đi? Sao mày biết? Mày sao biết mày? Mày ở nhà biết mà. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi. Tao ở nhà biết. Ở nhà nào biết? Ở nhà nào lại 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 rồi để cho đố được em. Nhớ như các bạn nhớ phải chứ bạn không nhớ là con bé này không biết nhắc các bạn ơi. Em cứ đọc luôn tụi mình đi. Rồi vậy. Sao mày không biết? Mẹ nhà biết mà. Hả? Sao mày biết? Mẹ nhà biết mà. Bỏ đi. Ở nhà biết phần nào? Tao mới đi làm về nha. Nhưng mà tiền tao đâu hết. Nhưng mà tiền tao đâu hết rồi. Mất bao nhiêu? Mất bao nhiêu? 10 triệu. Cái gì? 10 triệu. Cái gì? 10 triệu. Mày mà kiếm kỹ lại coi. Rồi bởi vì tính ghế rồi. Không có đồ em ơi. À em ơi, em ơi đừng. Em diễn thì được rồi nè, em hơi bị tự nhiên chủ nghĩa. Có nghĩa là em tới đây nè. Cái gì? Tao nói cho mày biết. Cái gì? Chứ còn em nè. Cái gì? Rồi cái này sân khấu dễ mà. Em bị cái tự ngẩn cái này. Trên sân khấu các bạn không chuẩn cái chân. Các bạn đó mà răng với em thấy là bạn này diễn thì được mà. Cái chân nó đi vô bộ giả lắm kìa. Nó muốn đi muốn dừng dừng là cái đó là nó gọi là cái bức chân bất cần đời. Mà sân khấu thì anh không cho phép cái đó. Không cho phép cái đó. Dạ, trên sân khấu miệng bước này nè. Hả? Mày nói cái gì? Tao mà tao lấy tiền của mày à? Thì nó nhuyễn từ đây đây. Còn em nè, từ đây nè. Cái gì? Mày nói sao mày? Thì em đi nó không chuẩn. Mà thầy muốn là từ đây nè. Sau khi dứt câu đó. Cái gì? Mày nói sao? Tao nói cho mày biết. Thì nó nhuyễn như vậy. Cái bước chân nó chuẩn và anh mù xuống. Còn em bị lập dập rồi. Cái gì? Mày
em đi thì cái chân nó không ngọt. Phải tập cái này không theo nói với em là tại vì mới thì bước chân nó loại cảm thì muốn tập thì tập từ bước chân của em, từ cánh tay, từ bước đi cho nó chuẩn làm lại. Mười triệu đó, 10 triệu. 10 triệu. Rồi đứng đi, chưa đứng đây đứng quyền. 10 triệu. 10 triệu hả? Mày kiếm kỹ lại coi, coi trong tài khoản ngân hàng mày có gửi trong đó không? Đứng này ngồi xuống. 10 triệu tao đã kiếm rất kỹ. Nhiều kiếm ra nhiều lần lắm rồi. Mày coi trên đầu tủ, đó liền em. Mày coi trên đầu tủ coi mày có thấp trên đó không? Tao đã kiếm thấp nữa rồi. Mày lấy tiền của tao chứ ai nữa? Hình như là tao thương mày lắm đấy tiền. Đừng có chạy em, dĩ nhiên được đó. Tao kiếm khắp nơi rồi, chính mày. Mày lấy tiền của tao phải không? Nói chuẩn không? Tao kiếm hết rồi. Mày lấy tiền của tao đâu, mày vú lắm. Nói mà mày không bơi kiếm mà mày lại chạm bè. Tao kiếm khắp nơi rồi, chính mày. Mày lấy tiền của tao phải không? Thì nó sợ đi chứ không? Mày, tao kiếm hết rồi, mày lấy tiền tao phải không? Hỏi tao bưng khuôn. Không có bưng khuôn được cả mà. Đây là xác định. Tao kiếm cơ quan rồi, tao kiếm phòng ngủ rồi. Và cái cười cuối cùng là mày. Mày đến tìm có tao trong ai đâu. Rõ ràng chỉ cái mặt nó, sợ gì nó. Lát. Tao đã kiếm khắp nơi rồi. Chính mày. Mày lấy tiền của tao không biết lấy đẹp hơn. Chính mày. Xin xuống. Mày lấy tiền tao chính mày. Mày lấy tiền của tao chứ mày. Không, không sao vậy. Chính mày. Mày lấy tiền của tao phải không? Nó mới chuẩn đó. Dạ. Chính mày. Mày lấy tiền của tao luôn á, ai khác? Không, em nói nhiều quá. Ai khác cũng đi được. Chính mày. Mày lấy tiền của tao phải không? Gì khẳng định. Không phải. Chính mày. Mày lấy tiền của tao phải không? Ok. Mày biết mày nói cái gì không? Mày biết mày đang nói cái gì hay không? Không. Em không thể nào hồn nhiên cô tiên vậy. Không có hồn nhiên. Không có hồn nhiên. Cái gì? Mày lấy tiền của mày à? Cái tự lãi em đâu? À, nó già thì làm. Tao biết mày. Mày nghĩ tiền của tao không? Mày biết mày nói gì không? Mày biết mày nói gì hay không? Yếu xìu. Sao tại sao em muốn đọc mà? Dạ. Tất tan tâm. Mày biết mày đang nói gì không? Mày xúc phạm tao đó. Chính mày. Mày nghĩ tiền của tao phải không? Mày biết mày đang nói cái gì hay không? Xìu. Em có cái này làm cái gì? Cái này em để đây nó có cái gì nè? Cái gì? Mày nói cái gì? Đập cái bàn. Cái tay đập đập lên nè. Em để đập lên cái này nó bị nhướng á, không có đông đá. Để vừa lấy đập cái bàn cái này. Ok. Chính mày. Mày lấy tiền của tao phải không? Mày có biết mày đang nói cái gì hay không? Được rồi, tốt rồi đó. Để nguyên tắc, giữ nguyên tắc. Lặp lại. Ngồi xuống, nói, đứng dậy. Mày có biết mày đang nói cái gì hay không? Sao tao lấy tiền của mày? Nói luôn, tại sao tao lại lấy tiền của mày? Mấy người này đâu có nhà. Tiền tao lúc nào cũng ở đây là đứa đổi nhất. Bật dậy, này, thôi bật dậy. Nói ai đứa mấy người này tao không có nhà. Mày không lấy, ai lấy bây giờ? Rồi sao, biết rõ tên tao là người lấy tiền của mày hả? Rồi sao, biết rõ tên tao là người lấy tiền của mày hả? Đúng. Mày chứ không ai hết. Mày quá. Rồi, mày không, đúng rồi, mày với mày hết. Nhưng ngồi xuống, đó, với con ngồi xuống, ngồi phần xuống. Đúng rồi, vậy mày chứ không ai hết. Nói là cái hồi, đứng dậy. Mày với mày hết, đúng rồi, mày với mày hết. Đúng rồi, mày chứ không ai hết. Ngồi xuống. Mệt quá, mất đồ mưa đồ của tao hết. Nói, mệt quá, lúc nào mất đồ mưa đồ gì này cũng đổ thừa cho tao hết. Mày kiếm kỹ lại đi. Mày kiếm kỹ lại đi. Tao đã kiếm kỹ rồi. Tao mà kiếm kỹ lại đi ra đây, đứng nói chi cho chữ biết. Làm lại chứ không, nhớ đi nha. Em ơi, em phải canh. Cái này để sẽ đứng cầu mày còn chết đó. Mày để, em canh em nhớ cái là mày nói cầu đó, nó biết cầu nó bỏ đi. Thì em biết em đang biết này trước, để em cầm cái này, em qua đây cho mày. Để này nó bước ra kia, rồi nó cũng quỳ xuống, nó lụm cái này. Quỳ đó ra cái râm, quay lại. Trời đất ơi, mày có biết là chuyện của tao không? Đây là việc kiếm của anh hổ tao. Thì mày có vậy, mày có biết món tiền không? Thì hai đứa cãi nhau. Một cuối việc kiếm của 10 triệu. Là mày đẩy lên lên cái cao trào cho mày, đẩy lên cái cao trào muốn được kiếm cho mày. Gì? Rồi bàn nó đúng rồi, bàn nó con. Mày có biết mày đang nói cái gì hay không? Mấy hôm nay tao không có nhà.
Bộ mày không có ở nhà là tao lấy hả? Đúng. Đúng. Mày lấy chứ không mày á. Mệt quá. Thôi mệt quá. Lần nào mất tiền cũng nói tao hết. Lần nào mất tiền mày cũng nói tao hết á. Mày cứ suy nghĩ lại đi, tao đi ra ngoài. Mày cứ suy nghĩ lại đi, tao đi ra ngoài đi. Ê, cái tường nha quay. Cái tường, không phải là người xuyên tường. Mà cái tường đây là cái cửa như thế này. Dạ, dạ, dạ. À, em đi xéo cho thầy, cái tường nha. À, bức tường vô mình. À. Cái cuối đó, cái em đứng, anh em gọi em lại cho đó con cuối rồi đi à. Mệt quá. Mệt quá. Mệt quá. Lúc nào đồ mắt nói thầm á. Lúc nào mà mày ngất mày cũng đối. Chậm chậm, tốt rồi đó, từ chậm chậm em. Đừng dội. Mệt quá à. Lúc nào mất tiền cũng đối tụi tao đi vậy. Mệt quá à. Lúc nào mất tiền cũng đối tụi tao hết trơn vậy. Mày suy nghĩ kỹ ra đi. Mày suy nghĩ kỹ ra ra ngoài xíu. Tao ra ngoài xíu. Bỏ đi. Đi rồi, em có đi rồi. Em ơi, đừng có chết. Cái này nó liên quan, anh biết vậy rồi. Nào làm lại, nói cho nó. Thì trong quá trình nó nói em phải cay. Nè nè, em đứng lên kia qua thầy. Nha, rồi nói con cuối. Mệt quá, lúc nào cũng suy nghĩ là tao lấy hết trơn á. Mày suy nghĩ kỹ ra đi, tao đi ra ngoài đây. Mày suy nghĩ kỹ ra đi, tao đi ra ngoài đây. Nó mới giờ quay lại chứ em chờ đến kia anh dùng cái đằng kia luôn á, đúng cà phê á, rồi em chờ 8 tiếng sau mà lại kịp tấm màn nó chưa thì thầy nói là cái sân khấu mình là phải ăn khớp các bạn diễn phải ăn khớp với nhau. Em có nói em là kẻ lít cái cuốn nhật ký để chi mày vừa chỉ còn mày bỏ đi mày đề ba đi tao cầm này tao qua cái bột đi có thể chúng cái chỗ này hoặc chúng cái chân mày đi mày khừng lại mày quay trở lại rồi mới nói em nhìn nó. Em nhìn thấy cuốn nhật ký, sửng sốt, quỳ xuống. Đây là bà nội tao, mày hiểu chưa? Mày xúc phạm bà nội tao. Làm. Tụi mày. Mệt quá. Dịp. Mệt quá. Lúc nào bắt đầu cũng nói tao lấy hết trơn á. Mày kiếm kỹ ra đi, tao đi ra ngoài đây. Cái này cái tường, bức tường vô hình. Nhanh nha, không cần bước chân nó. Nhưng mà nó qua, nó bước xuống tới đây là em đi như thầy. Nó bước xuống làm thiệt, tại vì nó tiếng động cái rầm, nó quay trở lại. Nha, em thấy cái rầm, em biết xoay trở lại. Em nhìn nó, rồi nhìn cái cuốn nhật ký. Em mới bàng hoàng, em mới quỳ xuống, em cầm cuốn ký mà run, xúc động. Bật dậy, mày biết mày làm cái gì không? Mày xúc phạm bà nội tao. Đó, dễ. Mệt quá. Lần nào mày mất tiền cũng nói tao lấy hết trơn á. Mày suy nghĩ kỹ lại đi. Tao ra ngoài đây. Tao đi ra ngoài đây. Ô, chết nó. Em chết, em giao qua mong rồi chết, chết nó. Không phải. Em phải quăng chỗ này nè. Để chi? Cái khoảng này để chi? Để nó đứng đây nè. Nè, thầy thấy thầy nói, đi vô nhà. Nó bước lên nè. Nó cứ nóng qua đây. Hả? Dạ. Bày. Để nó diễn cái này nó quỳ xuống để cầm cái này lên. Giao quăng đây nó quay như diễn nè. Ô, này đẹp quá. Nguyên cái này lên. Đẹp cực kỳ đẹp quá. Mệt quá, chị mệt quá. Chuẩn bị. Dễ. Chị mệt quá đi. Mệt quá. Anh tự nhớ lại. Lúc nào bắt đầu mày cũng nói tao lấy hết trơn á. Mày kiếm kỹ ra đi. Tao đi ra ngoài đây. Cái gì? Chưa, em chưa thấy mà. Dạ, em phải nhìn quay lại nhìn nó. Nhìn xuống cái gì? Cái gì? Em nhìn nó đã. Dạ. Hoặc là em nhìn người ký trước. Rồi em bước lại cái gì? Mày bước lại nha. Xong rồi em quay lại em nhìn cuốn nhật ký. Nằm dưới rồi. Em ngước gì nữa? Cái gì? Mà nó hỏi là cái gì nha. Rồi quăng rồi nè. Em quay nè. Quay. Cái gì? Giờ cái gì? Bước tới quỳ xuống. Run run. Rồi. Bước lên. Mày biết mày đang làm cái gì hay không? Đúng rồi, nè. Bọn chạy cái bọn nghe lên. Thằng kia bọn nghe. Câu nữa mà bà nội gì á. Chưa, em còn vậy đi. Ở, nhanh nhắc. Gì? Biết. Em bọn chạy. Biết. Mày lấy tiền của tao. Chứ tao phá đồ của mày. Mày điên rồi. Tao điên rồi. Trả tiền cho tao đi. Mày điên thật rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày có biết đây là món quà kỷ niệm của bà nội tao để lại đưa ai cho mày có biết đây là món quà anh đưa anh trình mày biết đi tại mày có mày quăng nó sòng sạch cái cuốn nhật ký bà nội rồi mày biết có đây là món quà quý nhất của bà nội tao không em đi đưa anh kia nó coi à em trình mày biết không đó là món quà quý nhất của bà nội tao đó rồi vậy mày có biết là gì không là món quà quý nhất của bà nội tao mày điên rồi mày điên rồi mày điên rồi mày có biết đây là món quà kỷ niệm của bà nội tao để lại cho tao hay không? Nó quan trọng với tao cỡ nào mày cũng biết mà tại sao mày còn làm như vậy? Bước lên một bước, em bước lên thầy, em bước lên một bước. Bước mày, lại em. Mày biết 10 triệu cũng quan trọng với tao như thế nào? Không phải đừng em ơi, đừng. Tôi nói nè, đây là em ơi, em từ đây nè, tại em đứng sau lưng nó em bị thất thế. Tôi nói rồi. Tao biết chứ. Nhưng mà 10 triệu của tao, chứ em đừng sát quá có gì. Yeah. Luôn luôn cách các em lên 1 mét để cái khoảng cách đó ở cái giải tạo dừng được. Chứ em đứng sát quá, mày biết rồi. Ủa, em muốn sát hay sao vậy? Em phải bằng cách cỡ này để chi? Nó tăng tiếng vào mặt em. Ok, nha. Từ đó em đi bước rồi một bước thôi. Nói, để ngay với nó. Bước rồi một bước. Ở thời rồi dừng lại. 10 triệu quay lại quý tao mà. Đã nói tao không có lấy tiền. Đã nói là tao không có lấy tiền. Lúc nào mày đổ người tao hết vậy? Sao lúc nào mày cũng đổ người cho tao hết trơn vậy? Mấy lần trước tao sai. Mấy lần trước có thể là tao sai. Nhưng mà lần này tao chắc chắn là mày. Mày làm ơn đi. Mày làm ơn đi. Tụi mình thuê cái phòng trọ này 4 năm rồi. Tụi mình thuê cái phòng trọ này 4 năm rồi. Bước lại. Không, không. Tao nói em bước một bước như này. Mày im đi. Mình đã từ đó. Em bước lại. Em cứ ăn. Bước lại. Em bước một bước thôi. Mày im đi. Tụi mình thuê cái phòng trọ này 4 năm rồi. Tao giúp mày không hết. Tao giúp mày không hết. Sao lúc nào mày không quen tao? Sao lúc nào mày cũng đổ quen cho tao hết trơn vậy? Suốt ngày xe cổ. Mày suốt ngày xé cổ, quần quần áo áo. Mày lấy tiền của tao đúng rồi. Cái điện thoại mày đang xài là tao mua. Cái điện thoại mày đang xài là tao mua đó. Áo quần mày đang mặc là của mày mượn của tao đó. Áo quần. Dạ. Cái điện thoại mày mặc quên rồi, tao cho mày đó. Cái áo quần là tao mua cho mày đó. Diễn bằng những cái đạo cụ trên người của tao. Cái điện thoại của mày tao mua cho mày đó. Cái điện thoại mày đang xài là tao mua cho mày đó. Áo quần mày đang mặc là cũng của mày mượn của tao đó. Việc gì tao cũng giúp mày. Việc gì tao cũng giúp mày hết. Việc gì tao cũng giúp mày hết đó. Sao giờ mày mất dạy với tao vậy? Sao giờ mày lại đối xử với tao như vậy? Em hài lắm nè. Em hài lắm bên đóng mày. Mày giúp sao? Sống đâu giờ mày kể công. Bởi vậy ồ, mày mới bỏ mày đó. Đó, đứng ra, bồi bỏ mày đó, em biết bỏ, còn đứng thẳng lên cho thầy. Nha, biết cậu lên, bỏ mày nha, rồi nói đi. Mày về, bồ mày đó. Mày nói vậy, bồ mày mới bỏ mày đó. Bước ra đây đi, bỏ đi, bỏ em có thường, bỏ em, nói coi, bỏ đi liền cho thầy. Bỏ đi liền cái đó, em bỏ đi liền. Em với ai cho nó đi đâu được, nó sững sờ rồi. Nó sững sờ, em đi cho nó đi rồi, em đang nhìn thấy tượng thân nó. Rồi, mày giúp tao làm cái gì, rồi giờ mày kể công. Ồ, mày mới bỏ mày đó. Bỏ đi. Đứng lại, sang đó. Hơn nó, em đi ngon, không cần ngon, em ngon khách giả. Ồ, em đi đâu vậy? Rồi, lại đáy, bước ra rồi, nhìn khách giả. Rồi, nói câu đó. Ồ, mày mới bỏ mày. Bỏ đi, nhìn khách giả cái thầy. Xa xăm, nói, sững sờ. Mày nói vậy luôn hả? Mày nói vậy luôn đó hả? Đó ngờ con người vậy luôn á. Bước lại một bước nữa. Tao không ngờ con người của mày là vậy luôn đó. Suốt 4 năm nay lúc nào tao cũng coi mày là bạn. Không, đúng không? Người lại. Mày nhìn thấy hả? Nhìn thấy hả? Nói với khán giả, suốt 4 năm nay tay mới cỡ. Em mua nó lót cái nhảy cho thầy. Không cần nói mà ai làm nhìn cái nhảy cho thầy. Nha, tới đó em quay lại 4 năm nói với khán giả. Nói lại coi nó nhắc lại. Mày nói gì luôn đó hả? Mày nói gì luôn đó hả? Chưa, vẫn nói đó. Mày nói gì luôn đó hả? Tao không ngờ con người mày vậy đó. Tao không ngờ con người của mày là vậy luôn đó. Đừng xảy ra. Trong suốt 4 năm nữa thầy. Có giây phút nào mà thật sự coi tao là bạn của mày hay không? Lúc nào có bất cứ việc gì mày cũng lôi đầu tao ra chửi. Mất cũng đổi thừa tao. Mất cũng đổi thừa tao. Vậy là sao? Lúc tao giúp nào cũng giúp đỡ mày. Vậy mà tại sao lúc nào tao cũng giúp đỡ mày? Thật sự coi mày là bạn. Thật sự coi mày là bạn. Lần sai lại, sợ lắm mới sai lại. Những lần tích đá cái con nó mới sai lại nó với nó.
lần nào mày tức lên, mày cũng dùng những lời lẽ nặng nề nhất để mà quyền của tao. Đó, tốt. Mày có nhớ, mày đã từng nói ba tao là một gã trai bao nên tao sau này cũng giống như ông ấy hay không? Đúng rồi. Nói đủ, đủ rồi. Quá đủ với tao rồi. Mày cứ sống ở đây một mình mày đi. Tao với mày không còn là bạn bè gì nữa hết. Không, chưa, bỏ đi con, bỏ đi. Đừng sợ theo, anh dừng lại, nha. Rồi, nói lại câu đó. Bỏ đi, bỏ. Em vừa mới bước xuống đi nghe điện thoại đây, em dừng lại nghe, nha, đứng lại nghe. Bỏ đi nha. Biết câu, biết câu bỏ đi. Rồi, nói đi, câu cuối. Mày cứ ở lại đây một mình mày đi. Rồi, điện thoại. Không nghe, các bạn dở hẹn. Đây nè, sau khi em đứng đây qua thầy, em đứng đây nè. Đó, mẹ lên mình mày đi, điện thoại đeo. Con nghe nè mẹ. Đó, con nghe là mẹ mới quay lại. À, để con mang cái gì đó, rút đi, cãi nó đi, nói. Điện thoại đi, đứng đây. Con nghe nè mẹ. À, mẹ cảm ơn con nha. Mẹ nhận được 10 triệu của con gửi rồi đó. Hả? 10 triệu con gửi mẹ. Lớn đây, cái gì? Hả? Hả? 10 triệu, triệu con gửi cho mẹ. Ừ, đúng rồi, con gửi cho mẹ. Hèn gì. Thôi, suy nghĩ. Mẹ nghỉ ngơi đi. Con cứ bay nha. Tức. Bước lên. Đó, con bay đi. Con bay xuống. Đâu đó con mẹ nói gì nữa. Không, con ngồi đường ngắn rồi. Cứu xuống rồi. Đó. Mày thấy chưa? 10 triệu mày gửi cho mẹ mày. Bên đầu em có cần. Đây, con dừng lại để con nghe câu chuyện giữa nó với mẹ nó. Dù bước lên con thật hầm hằng lại. Đó, thấy chưa? Mày gửi cho mẹ 10 triệu. Mày nói tao ăn cắp của mày à? Đó, bạn đứng đây bạn nghe toàn bộ câu chuyện của mẹ nó cái gì nó là mới bước lên hết con thợ bước lên đó mày thấy chưa mày gửi tiền 10 triệu cho mẹ mày mà nó tới ăn cắp của mày đó tiền của mày nó ơn hận nó quay trở lại nói chuyện mày tha lỗi tao là câu cuối để nói câu hỏi đi điện thoại đeo rồi chuẩn bị nói mày ở đây một mình mày đi ở đây đừng móc móc cái gì vậy mày ở đây một mình mày đi điện thoại reng reng audio sai chỗ này tới đây reng là bình thường lại được gặp lại rồi lại đứng xa đứng xa nó bất lòng nhau lắm anh bất lòng nha đứng đây là chỗ bài chuẩn bị nói câu cuối mày cứ ở đây một mình mày đi điện thoại đeo con nghe nè mẹ mẹ cảm ơn con nha mẹ nhận được 10 triệu của con rồi 10 triệu mày gái bao nhiêu 10 triệu ngon lắm đúng rồi suy nghĩ ok mẹ thôi mẹ nghỉ ngơi đi để con cúp máy nha bước lên đó mày thấy chưa mày gửi tiền cho mẹ mày mà tao xin lỗi không cái này em phải là nữ em đã cái này sau khi mà mẹ đã xác định là 10 triệu rồi thì tất cả em cũng khẩn em là thằng vô ơn em có thể dạ. tao gặp người không biết nói để run là em hối hận thật sự để gì cảm hóa này nó đã 4 năm rồi bạn ở rồi nó là cho ra để mày diễn cái tao chỉ có hai câu tao mà ngập ngừng rồi nói đi cái câu gì đây mày thấy chưa mày gửi cho mẹ mày nè tiền mày gửi cho mẹ mày mà tao lần nào mày xin lỗi cái lỗi tao rồi tao không bây giờ đừng có ai đâu bây giờ em mày diễn em đi cái chỗ này rất dễ mà sao đây lại có thầy là sao khi biết ra bây giờ mày diễn mà là tao thì em phải đúng đúng hơn nữa chứ em chỉ có một màu thầy cũng cái này em nhiều cái này là em tao đó thì ngập ngừng đó mày thấy em nói tiếp để nó hai cái tao em nói liền để cái sợ ra em nói thử để thầy chỉ là rồi tao lần nào mày cũng đối tượng cho tao hết trơn á lần nào tiền cũng quan trọng hết á lần nào mày cũng coi đồng tiền quan trọng hơn tao hết. Rồi không biết coi mỗi em quay chỗ khác đó đã nói lại đi mày có tiền tiền tao em quay chỗ khác nha rồi nó lại cái đó này đang diễn cái ân hận nó lần nào mày cũng tốt người cho tao hết trơn á mày coi trọng đồng tiền hơn thằng bạn của mày mày cho tao xin lỗi nha gạt mẹ cái thằng này không chơi với nó nữa được chưa em ngọt ngừng tao mày ấy mày nói chuyện khác nói chuyện khác em đừng nói mày thông cảm mày tha lỗi cho tao nha gạt cái đó đó là ảo đảo liền
lợi dụng cái khả năng em chỉ để cái sâu hơn là em lão đạo lắm. Rồi mày thấy chưa? Rồi mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Tiền mày gửi cho mẹ mày mà. Tao nói luôn đã, lúc nào mày cũng đớn người ta ra hết. Em đang đi miệng chơi chứ tao mày nói gì mà nó biết nói câu thì tao qua rồi nó bị đã la lắm nha. Tao mày thấy rồi chậm đi chứ em đừng cho nó cái nó lọt bọt mà em để lâu quá tội nó chết bộ. Dạ rồi tao chậm đi. Tao có chuyện gì mà cũng đổ thừa cho tao hết, mất cái gì mà cũng nói là tao làm. Mày coi đồng tiền quan trọng hơn thằng bạn của mày. Không, để làm đi. Nó chứ không, nó xoay được hết. Nó xoay thì em mới rút cốt. Đã thay quá, em nói tao. Rồi cái đầu mày cho tao có gì đây xin lỗi nha. Cái xin lỗi nha mày đặt da con thì nó gạt ra. Rồi, nói cái đó cho thầy. Đồng tiền gì đó. Mày lúc nào cũng coi trọng đồng tiền hơn thằng bạn của mày hết. Xoay được hết. Được. Mày cho tao xin lỗi nha. Ôi, sao tụi em đúng luôn các bạn thân mến. Nó cầm lên, nó sợ bị mình giật. Chỗ này. Con bé kia mình, đứa nào cũng nhìn người thì sao nó không nhìn gì chỗ này. Trời ơi, mày sợ gì? Nè, cho tao xin lỗi nha. Thì để tao thấy nó mới gạt cái tay ra. Con đi, mình để cho gì? Nè, ấn là chết cái quyền đó. Nhưng mà nhọt thầy nhọt lắm. Trời ơi, ông ơi. Mấy ông mình diễn mà. Cái gì hay thì mình để con ngoài đời cho tao thấy. Nhìn cái dai đó đó thầy. Mày cho tao xin lỗi nha. Gạt á. Tốn. Ôi, gì cha? Còn con vui. Vợ em. Mày biết tính tao hay quên mà. Không, nghĩ cho mày, mẹ nghĩ cho tao. Không, nếu như tao nghĩ cho mày thì ai nghĩ cho tao? Tiền bạc lúc nào cũng quan trọng hơn bạn của mày hết. Mày chỉ đang lợi dụng tao thôi. Không, bỏ đi nha. Đi à, sau khi giúp con nó bỏ đi, em mới chạy bộ ra, nó tên gì? Kiệt. À, Kiệt. Dạ. Hai tiếng Kiệt, cười lớn lên, Kiệt, đi mất rồi. Ngồi một xuống, ôm đầu, mình bắt một người bạn thân. Ngồi xuống đó, ngồi xuống đất, nằm mình ôm đầu, kết cho nó cho thầy. Dạ. Rồi, chú mày. Kiệt, mày tha lỗi cho tao nha, tao xin lỗi. Gạt. Không, cái đó nhẹ quá. Kiệt, mày tha lỗi cho tao nha. Với để đây tao xin lỗi, cái tao xin lỗi thì nó gạt, nó không chấp nhận lời xin lỗi. Kiệt, mày tha lỗi cho tao nha. Tha lỗi cho tao nha, cho tao xin lỗi mà. Không, chẳng cái này, không, em vô tư quá. Cái này một khi mà nó đã giận chính người rồi. Kiệt, mày, em nói bên kia. Kiệt, mày tha lỗi cho tao nha. Tao xin lỗi. Đó, cái tao mà mình muốn nói là xin lỗi nó phải dễ đâu. Trời ơi, bạn thân 80 năm rồi tự nhiên người xin lỗi nó vô lý không? Nhưng mà đây là cái sự chẳng nặng lừng, mình phải xin lỗi, nó là lỗi của mình nha. Thì cái đó nó khó nói lắm. Kiệt, mày tha lỗi cho tao nha. Thế đi mà. Tao cho tao xin lỗi nha. Đó, yeah. Ok, làm. Kiệt, mày tha lỗi cho tao nha. Cho tao xin lỗi. Sao mẹ quá vậy? Kiệt, mày tha lỗi cho tao nha. Ngưng lại, ngẹn lòng. Với quyết định, đặt lên, cho tao xin lỗi nha. Kiệt, mày cho tao xin lỗi nha. Tha lỗi cho tao nha. Chưa ba. Mày tha lỗi cho tao nha. Rồi cái tao xin lỗi là cuối cùng. Kiệt, mày tha lỗi cho tao nha. Tao xin lỗi mà. Nói mày. Đâu nói mày nói luôn chứ. Không. Nghĩ cho mày, ai nghĩ cho tao? Nghĩ cho mày, ai nghĩ cho tao? Tiền bạc lúc nào cũng quan trọng hơn tao hết. Tiền bạc lúc nào cũng quan trọng hơn tao hết. Mày chỉ nên lợi dụng tao mà thôi. Mày chỉ lợi dụng tao mà thôi. Tao không ở đây nữa. Đi liền. Kiệt. Không, em chạy chứ. Cái chỗ này cũng bức tường vậy. Đó, tại vì mình cũng chỉ đâu vậy. Mày chỉ có chỗ cũng được đó. Kiệt. Đâu đâu, không thấy mày. Cái tường, bức tường. Bức tường đó, em tưởng tượng đây bức tường. Chỉ cái cửa đó, thì cái làm vậy đâu. Kiệt. Đó, mày ra chỗ đó mới kêu nó. Cái này cái cửa còn cái bức tường. Dạ. Rồi, bức tường diễn. Kiệt. Ở đâu không? Kiệt. Không cần kiệt ở đây, không ai nha. Tại bức tường bị che. Bức tường che. Rồi, chuẩn bị nó đi. Kiệt. Ở đây, không thấy mày. Kiệt. Đến bức tường, thấy nhau bức tường. Sau khi nó bỏ đi, anh đang đứng đây nè, nó bỏ đi là chạy đó làm. Kiệt. Bác tường cái mùi xuống. Nó dễ dàng à. Làm.
chuẩn con chỉnh lại cái không chuẩn của bạn là tốt cái gì đó. Cái này là bạn bị thiếu thoại, bạn đúng thoại thì bạn làm việc nó tốt, bạn thiếu thì nó chập chờn. Ủa, cụ thể là bạn? Dạ, tại vì... Dạ, đi đâu? Dạ, 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 đi công tác nè. Dạ, em quận học mấy lớp đó. Ủa, học là 2-4 tiếng ngày hả? Dạ. Không, phải bỏ ra 1-2 tiếng cho em quá đáng được. Dạ, em xin lỗi, dạ, tại em... gần 9 giờ rồi đó. Thì các bạn đâu giúp tôi nha, hai bạn giúp dùng là hai bạn nữ đã có cái hình ảnh này làm việc tập học kỹ dùm tôi, tại các bạn thuộc bại rồi, tôi đỡ cực lắm, còn các bạn chưa thuộc bại tôi bị khùng thay các bạn nha.